chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Bà Huệ dằn mặt ông Tư và bà Tám vì bóc lột sức lao động bảo khờ khạo. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Quyên đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo, phải lo số tiền lớn để trả nợ, và cả Bảo lẫn Phú đều bước vào cuộc đua thầm lặng nhằm giúp đỡ cô. Mỗi người có một cách riêng, nhưng điểm chung là cả hai đều hy vọng giành được tình cảm của Quyên. Bảo, với tấm lòng ngây thơ và chân thành, không quản ngại bất kỳ công việc gì chỉ để kiếm tiền cho Quyên. Anh không hiểu về tiền bạc nhiều, chỉ biết rằng Quyên cần sự giúp đỡ, và anh sẵn lòng hy sinh mọi thứ. Ông Tư Sáng và bà Tám Hạnh nhận thấy sự khù khờ của Bảo, liền lợi dụng cơ hội này để bóc lột sức lao động của anh. Bảo bị cuốn vào một vòng xoay không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, làm việc quần quật cho cả hai nhà. Sáng sớm, Bảo phải đến nhà ông Tư Sáng, nơi anh chăm sóc đàn heo và làm đủ mọi việc vặt trong nhà. Oanh, con gái của ông Tư, là một cô tiểu thư quen được, nuông chiều, lười biếng và vô trách nhiệm. Thay vì tự mình làm những việc nhỏ trong nhà, Oanh lợi dụng sự có mặt của Bảo để sai khiến anh làm hết mọi việc. Từ lau dọn, nấu nướng đến giặt giũ, không việc gì mà Bảo không phải làm. Oanh không chỉ không giúp đỡ, mà còn thường xuyên tỏ ra khó chịu khi mọi thứ không diễn ra theo ý mình, càng làm cho Bảo kiệt sức. Không được nghỉ ngơi, Bảo tiếp tục đến nhà bà Tám Hạnh vào buổi chiều. Ở đây, anh bị bắt bưng bê, làm việc liên tục cho đến tối mịt mới được về nhà. Cả ông Tư Sáng và bà Tám Hạnh đều chỉ trả cho Bảo một mức thù lao ít ỏi, không xứng đáng với công sức anh bỏ ra. Nhưng vì tình yêu và sự lo lắng cho Quyên, Bảo vẫn chịu đựng tất cả, hy vọng có thể kiếm được số tiền cần thiết để giúp cô trả nợ. Tuy nhiên, bà Huệ mẹ của Bảo không thể đứng nhìn con trai mình bị lợi dụng mãi. Bà chứng kiến sự mệt mỏi và kiệt sức của Bảo mỗi ngày khi anh trở về nhà, và quyết định phải làm điều gì đó. Một ngày nọ, bà Huệ dẫn Bảo đến gặp trực tiếp ông Tư Sáng và bà Tám Hạnh. Bà không yêu cầu thêm tiền công cho con trai, mà chỉ muốn hai người hiểu rằng họ đang lợi dụng sự khù khờ và tốt bụng của Bảo. Bà Huệ khẳng định rằng Bảo không thể tiếp tục làm việc như vậy nữa, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của gia đình bà. Cả ông Tư Sáng và bà Tám Hạnh chỉ biết im lặng, không thể phản bác trước những lời trách móc đầy cương quyết của bà Huệ. Cuối cùng, bà trả lại số tiền công ít ỏi và tuyên bố rằng, từ giờ Bảo sẽ không còn làm việc cho họ nữa. Trong khi đó, Phú lại chọn một con đường khác để chinh phục Quyên. Anh không phải làm việc vất vả như Bảo, nhưng lợi dụng tình cảnh khó khăn của Quyên để thể hiện vai trò của mình. Phú nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo để anh hùng cứu mỹ nhân, và mong rằng hành động này sẽ giúp anh giành được trái tim của cô. Anh nhanh chóng xin mẹ 200 triệu đồng, một con số không nhỏ nhưng lại dễ dàng có được với gia đình giàu có của Phú. Khi Phú đến gặp Quyên và trao cho cô số tiền lớn này, Quyên không khỏi bất ngờ. Cô đã nghĩ rằng sẽ phải chịu đựng khổ cực một thời gian dài mới có thể trả hết nợ, nhưng giờ đây, số tiền đã nằm gọn trong tay cô. Quyên biết ơn Phú và hứa sẽ trả dần cho anh như lãi suất ngân hàng, dù cô không thể trả ngay lập tức. Tuy nhiên, cô không thể không suy nghĩ về việc tại sao Phú lại sẵn lòng giúp đỡ cô một cách dễ dàng như vậy. Dù Quyên cảm động trước hành động của Phú, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn còn những băn khoăn. Tình cảm của cô dành cho Bảo vẫn sâu đậm, dù anh không thể giúp cô về mặt tài chính. Bảo đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí sẵn sàng hy sinh sức khỏe và thời gian của mình để giúp đỡ cô. Nhưng Quyên cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ đơn giản dựa vào tình cảm. Nợ nần và áp lực tài chính đang đè nặng lên vai cô, và sự giúp đỡ từ Phú có thể giúp cô vượt qua được khó khăn này. Cuối cùng, Quyên đứng trước sự phân vân giữa hai con người hoàn toàn khác nhau, Bảo, người làm việc hết mình vì tình yêu và lòng trung thành, và Phú, người có khả năng tài chính và sẵn sàng giúp đỡ cô, mà không đòi hỏi gì ngay lúc này. Cô tự hỏi liệu sự giúp đỡ từ Phú có thật sự xuất phát, từ lòng tốt hay chỉ là một cách để chiếm đoạt trái tim cô. Tập 31 khép lại với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Quyên sẽ làm gì sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Phú? Liệu tình cảm giữa cô và Bảo có bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của Phú? Bà Huệ liệu có thành công trong việc bảo vệ con trai mình trước những âm mưu bóc lột của người khác? Những diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ đẩy câu chuyện lên một mức căng thẳng và kịch tính hơn khi cả ba nhân vật chính đều phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong cuộc sống và tình cảm. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa sậy trổ bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.